Lần đầu tiên lên hạ cứ như là rác với rưởi. Không tin à? Thế bạn chưa từng trải qua cái bạn chưa từng trải qua kinh nghiệm đấy à? Bây giờ thì ông nội luôn rồi à? Không, bây giờ mình là thánh thần chứ ông nội gì, ông nội vẫn còn ở dưới thế gian. Bây giờ là mình là thánh là thần rồi. Ngồi trên trời không thôi. Không có ngồi dưới đất đâu. Mắc gì? Nói thế cũng đúng chứ còn nói gì nữa này. Thánh ăn gì con cúng. Muốn cúng gì cũng được à? Nhưng mà có thấy là đúng không? Ngồi bàn thờ vẫn ngồi dưới thế gian, phải ngồi trên mây kìa. Ăn khoai lang Nhật, đúng rồi, tớ chỉ ảnh. Khoai lang Nhật là gì? Là purple yam ấy. Purple yam nhá. Rồi bây giờ mình nói gì nữa nhỉ? Ấy cái thằng điện tử chạy ra chạy vào chắc nó không nghe cho nên chạy ra chạy vào đấy. Rồi đến là khổ. Nhưng mà tớ có nghe là mấy mấy đứa nó nói là bên Việt Nam cáp quang đang bị đứt. Có đúng không? Tớ nghĩ đấy cũng là một phần tại sao ấy. Nói về phần writing đi ạ. À. Cái bạn Văn Andy là bạn nào đấy? Không. Bạn muốn viết một bài luôn thì bạn phải vững từng cái thì ở trong đấy rồi bạn mới viết một bài được. Không thể nào mà tự nhiên nhảy vào mà viết nguyên một bài. Cá mập nó nhai, nó không có đất. Không có đất ra mà chỉ sát sơ sở bên ngoài thôi cái gì đúng không? Ô ngày hôm qua nhỉ? Ngày hôm qua hay ngày hôm kia? Kia nhỉ? Ngày hôm nào con kia bị tớ quát cho một cái mất hồn. Cái con mà giỡn mặt đấy. Cái con đấy nó dốt quá, nó không đi tìm đúng chỗ. Ngày hôm kia à? Ừ. Dốt quá, lúc chơi thì không chịu nhảy vào mà chơi. Lúc người ta học thì lại nhảy vào để mà chơi giỡn bợt, giỡn cờ, cờ giỡn cợt. Thế là bị cho ăn một sáng. Sợ quá chạy mất dép cong đít lên mà chạy. Ok, thế thì bây giờ đây về cứ tập từ từ mà làm cái bài của Đàm Vĩnh Hưng đi nhá. Nghe chưa con mèo? Làm đi nhá. Hôm qua mình học về present tense đúng không? Thì tất cả những cái gì mà nhận định ấy mà mình viết cho ý kiến của mình về một sự kiện gì ấy, đa số nó được viết toàn ở trong thì present tense. Cho nên là ráng ráng viết hết cái bài đấy đi. Viết từ từ không cần phải viết nhiều. Mình cứ dịch từ câu ra và nhất định là phải để ý đến cái thì mình đã học nhá. Khi mà nhớ là học theo cách mà tớ chỉ đấy. Có nghĩa là khi mình học văn phạm ấy đừng có xoáy vào cái công thức của nó nhiều quá mà hãy để ý đến cái ngữ cảnh khi nào chúng ta phải dùng cái thì như thế. Nhớ như thế. Thì không bao giờ mình thì đến lúc mà mình sử dụng mình mới không ngỡ ngàng. Còn nếu như mà mình cứ học theo cái kiểu mà công thức cái này cộng cái này cộng cái kia rồi khi nào thì dùng cái này, khi nào dùng cái kia. Nó bị nhập nhằng về công thức nhiều quá đấy, mình sẽ bị quên. Nhưng mà nếu mà mình bỏ thẳng, mình bỏ ra mình viết luôn. Mình viết về những nhận định mà nó không như một bài viết mà nó giống như bài nói của mình ấy. Đấy, giống như cái bài luận văn hồi nãy tớ mới đọc cho mọi người nghe đấy. Nó giống như một bài nói chuyện chứ nó không phải là một bài mà viết để cho người ta cảm thấy là ngồi lim dim lâng lâng là hồn bay đến 9 tầng mây. Nó không phải như thế. Nhá. Nó là giống như một lời bài hùng biện mình nói cho mọi người nghe đấy. Khi nào chúng ta viết nhận định của chúng ta thì khi đấy chúng ta sẽ dùng present tense để chúng ta viết nhé. Ví dụ mày nghĩ về gì về cái con này lười làm biếng ăn thối thay giày nát suốt ngày chỉ có biết đi cua dai không chịu đi làm việc
về nhà thì gặp, về nhà ăn cơm, ra đường thì hóng hớt, đấy, không làm gì cả, đấy. Những cái câu đấy nói toàn là mình toàn là viết ở thì gì? Present tense. Thấy không? Toàn là viết ở thì present tense. Còn cái bạn là mèo lỡ mà viết dài như que thế rồi cứ viết từ từ thôi. Người ta nói là có chí thì lên, đúng không? Có chí thì lên, lên làm gì? Có chí thì lên gì? Lên chải đầu nhá. Rồi, có chí lên chải đầu. Tại sao lại ghét người ta? Người ta có làm gì mình đâu mà ghét người ta. Chừng nào mình cho nó được đồng nào thì mình hãy chửi nó xong rồi cho nó tiền. Nhưng mà không cho nó đồng nào thì đừng chửi nó nhá. Cái bài nãy tớ viết là nãy bài tớ viết tiếng Việt từ từ tớ cũng phải dịch ra đấy. Tớ không viết được tiếng Anh rồi tớ dịch ra mà tớ viết thử luôn bằng tiếng Việt rồi tớ dịch ra. Rồi tập khi mình tập dịch ấy, từ từ mình sẽ giỏi luôn cả hai thứ tiếng. Giờ mình đang giỏi tiếng Việt rồi gì? Mình viết Việt cho nó ngọn ngành đâu ra đấy đi. Nhưng mà nhớ là khi muốn dịch ấy là phải viết cái câu tiếng Việt cho nó chỉnh nhá. Đừng có viết câu tiếng Việt tầm bậy tầm bạ. Viết cho nó chỉnh, chuẩn. Sau đấy chúng ta dịch. Rồi. Ồ, mà ngày hôm qua chúng ta lần trước chúng ta đang học là chúng ta nói về thì continuous đúng không? Mình đang nói về continuous right? Mình nói về continuous là mình nói về những gì mà là đang xảy ra tại thời điểm hiện tại hoặc là những cái gì mà xảy ra trong một tương lai gần và sắp sửa làm đúng không? Right? Còn gì nữa không? Còn nói về thay vì dùng thì tiếp diễn thì chúng ta cũng có thể dùng cái cụm từ gì? Going to đúng không? To be going to. To be going to. Đúng rồi. Cái cụm từ mà to be going to ấy thì nó cũng dùng để diễn tả một cái gì mình sắp sửa làm, y chang là như là cái thì tiếp diễn như thế. Giống nhau y chang nhá. Nhưng mà thường thường cái to be going to thì cái việc đấy nó cũng to be going to thì nó nếu mà trên phương diện để nói đấy thì những việc nào mà mình làm mà nó dài hơn, nó lâu cái thời gian để từ lúc mình nói cho đến lúc mình làm ấy nó dài hơn ấy thì mình dùng cái to be going to. Những cái việc nào mà mình sắp sửa làm thật là nhanh ấy thì lúc đấy người ta hay dùng thì tiếp diễn. Thí dụ mình nói là oh I'm taking a test in 1 hour. I'm taking a test in 1 hour. Okay. Nhưng mà khi bạn nói là I'm gonna take a test soon. Okay. Thì khi mà bạn nói hai cái câu đấy đấy thì cái câu mà I'm taking a test in 1 hour nó cho bạn một cái cảm nhận là ồ bạn sắp sửa làm và cái việc đấy bạn chắc chắn là bạn sẽ làm. Còn cái mà going to ấy thì nó có một phần nào đấy là nó vẫn đang đợi, đang chờ. Bạn hiểu không? Ví dụ như là bố mẹ mình gọi mình ấy. Ví dụ gọi Dứa ơi Dứa. Thì nếu mà mình là con tới ngay, thì mình là I'm coming. Ok I'm coming. Nhá. Nhưng mà khi mình nói I'm coming ấy, có nghĩa là mình nói là con tới liền bây giờ. Khổ quá. God, I'm coming. Ok, mình sẽ nói như thế. Nhưng mà nếu mà mình nói là ok, I'm gonna come in 5 minutes. Đấy, thấy chưa? I'm gonna come in 5 minutes.
thì lúc đấy bạn giống như là bạn nói ồ con cũng sắp đến, nhưng mà nó có một cái khoảng thời gian nó dài hơn tí xíu, và cái khoảng thời gian này ấy, nó được đặt ra là khi nào mình sẽ đến, khi nào mình sẽ làm nhá, hiểu không? I'm gonna come in 5 minutes. I'm gonna come in 5 minutes. Nhưng mà khi mình nói là I'm coming, có nghĩa là con tới ngay, con tới ngay, con tới liền nhá. Đấy. Ví dụ bây giờ mình đang đứng lên loay hoay hỏi thằng kia, nó hỏi mày làm gì thế, mình kêu là ồ tao phải đi rồi. Tao phải đi rồi là mình nói là I'm gonna go, hay là I'm going, I'm leaving. I'm gonna leave or I'm leaving. Câu nào? Một người hỏi thấy mình đang ngồi nói chuyện chơi rồi đứng dậy, nó hỏi mày làm gì thế, mình mới kêu tao phải đi rồi, thì mình nói là I'm gonna leave hay là I'm leaving. Nếu nó hỏi hey, why are you standing up? What are you gonna do? Or what are you doing? Nó là oh, I'm gonna leave. Khi mình đứng dậy để mình đi về, mình sẽ nói là I'm leaving. Ok. Trong trường hợp đấy đấy, khi mình đứng dậy và mình đi, mình sẽ oh, I'm leaving right now. I'm leaving right now. Có nghĩa là ồ, tao phải đi rồi. Oh, I'm leaving right now. Xong rồi thằng kia sẽ hỏi là ồ, tao tưởng mày ở lại chứ. Oh, I thought you were going to stay. I thought you were going to stay. Okay. Không cần, không cần phải okay. You don't have to say right now. Những cái từ mà phải nói right now, yesterday, last year, this month, những cái đấy là người ta chỉ cho mình trong phần văn văn phạm để cho mình nhận biết ra, để khi mình làm test mà mình biết đường mình làm thôi. Chỉ nhưng mà khi mà mình nói ngoài đời mà đâu có ai nói mấy câu đấy đâu. Nó chỉ nói là ví dụ như người ta đi về mình nói là oh my god I love this. Or người ta nói oh my god I just ate so stuffed. Là tao mới ăn no quá. Oh my god I just ate. Mà nó không có nói là I just ate this morning, I just ate today, I just ate an hour ago. Nó không nói như thế. Nhưng trong sách văn văn phạm ấy, khi mà mình nói ra ấy, thì nó lại có mấy cái cụm từ như thế. Hiểu không? Đấy, mà khi mình học để mình làm test ấy, mình phải học cách khác. Mà khi mình học để mình nói đấy, mình phải học cách khác. Bởi vì học để làm test với lại học để nói nó khác nhau lắm. Hai cái trường phái nó hoàn toàn khác nhau. Và nó cũng có những cái lối nói, những cái, bởi vì khi mà thật ra ấy, làm test ấy cũng có tùy vào cái người mà người ta soạn ra cái bài test. Cũng có người ta soạn ra hợp lý, mà cũng có người ta soạn ra có thể là nó mang lại những cái sự bối rối cho cái người làm. Bởi vì nó không có giải thích rõ ra. Có khi có những cái câu chọn đấy mà đúng thật là sự khác biệt giữa hai cái chọn lựa nó rất là nhỏ và nó dễ làm cho người ta hiểu nhầm đấy. Mà mấy cái ông thầy bà cô mà soạn bài ra để cho người ta làm test ấy, mấy người đấy cũng khùng khùng điên điên hết cả rồi, bởi vì chính họ lâu lâu họ cũng lẩm bẩm một mình như là còn đĩ khấn thiên sư ấy, cho nên là họ cũng bị điên mát mát hết rồi. Nên là mấy cái người làm test cũng làm test được xong rồi cũng điên điên mát mát theo họ luôn. Đấy. Cho nên là mình mà bây giờ
học để làm thi nữa à, hay là học để nói? Nếu mà học để nói thì hơi đâu để ý mấy cái chuyện đấy làm gì. Học để nói thì nên để ý đến ngữ cảnh nhá. Nếu mà học để nói thì nên tập trung vào ngữ cảnh hơn là tập trung vào những cái từ mà nó cho mình gợi ý. Nhớ một điều như thế thôi, khi chúng ta tập nói phải để ý đến ngữ cảnh. Ngữ cảnh nó cho chúng ta biết là khi nào phải xài từ gì, ra làm sao, thì gì, như thế nào. Thì cái đấy gọi là ngữ cảnh nhá. Ok. Và ngữ cảnh chúng ta học làm sao chúng ta nhớ. Người ta nói là văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Thế thì bạn mà không luyện võ thì từ từ bạn cũng cùi. Mà văn ấy bạn không viết hoài, từ từ chữ bạn nó bay hết và bạn bị lụt nghe. Thế thôi. Đấy, giống như tớ này, tớ có bao giờ tớ viết văn tiếng Việt đâu mà tớ viết mới có hai ba cái. Ôi rồi tớ đọc xong bài viết tiếng Việt của tớ mà tớ cứ như là đi trên mây. Không biết sao mà lại viết hay như thế. Mình cũng không hiểu lại tại sao. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra, ồ, bởi vì viết hơi bị nhiều đấy. Cho nên là tay nó lên tay. Đúng không? Viết hơi bị nhiều là nó bị thế thôi. Với lại có ai biết là cái này nữa nhá. Tớ thấy có cái này nữa này, là các bạn biết là khi mà tớ mở cái thread ra mà để tớ giúp mọi người ở trên cái forum ấy để mà dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh ấy, có nhớ không? Ban đầu tớ rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà tớ dịch giết rồi, bây giờ tớ là super pro luôn. Super pro. Bây giờ bạn quăng một bất cứ một cái từ tiếng Việt nào, tớ cũng thể đi tìm một cái câu mà cùng nghĩa trong tiếng Anh ra để tớ ném ra trả lại cho bạn. Là bởi vì sao? Bởi vì mình làm hoài rồi mình sẽ quen. Đấy, mình làm mãi rồi mình quen. Và mình cuối cùng là mình thành thạo luôn. Đấy. Thì bạn cũng thế. Bạn muốn giỏi, bạn phải làm mãi. Những người mà dở là do họ lười không à? Tớ thấy như thế. Hồi xưa tớ học tiếng Anh, tớ bỏ dày công ra, tớ học đúng 1 năm trời. 1 năm trời thôi là tớ biết nói rồi. Tớ hoàn toàn tớ học tiếng Anh, tớ học từ A B C dắt D đi học ấy. D không học thì dắt dắt D về nhà đấy. Là tớ tớ học từ đấy. Tớ bỏ đúng 1 năm khổ luyện, tớ luyện là tớ biết nói rồi. Và đến năm thứ hai tớ khổ luyện tiếp, năm thứ hai là tớ, đấy là tớ luyện viết. Đấy, năm thứ hai tớ khổ luyện là luyện viết. Và khổ thêm năm thứ ba nữa, đấy là tớ luyện từ. Thì năm đầu ấy, tớ luyện nói này, năm hai tớ luyện viết này, và năm thứ ba tớ trau dồi từ. Bởi vì các bạn biết là như thế này, khi các bạn học ăn văn ấy, bạn phải có một cái vốn từ khá khá trước khi các bạn có thể đạp lên cái bàn đạp để các bạn nhảy. Nếu bạn không có một vốn từ khá khá, bạn không thể nào bạn vượt qua được cái tầng gọi là nội công ấy mà. Nội đánh nội công thì có 9 tầng đúng không? Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Mỗi tầng như thế mà bạn bạn muốn vượt từ tầng 1 qua tầng 2 đấy thì bạn phải bứt phá, nó gọi là bứt phá. Bứt phá gì? Bứt phá cái ranh giới giữa tầng 1 và tầng 2 để bạn có thể chui lên cái phần tầng 2. Và bạn cũng phải bứt phá cái tầng 2 và tầng 3 thì bạn mới chui lên được. Cứ mỗi lần như thế bạn phải bứt phá, bạn mới chui lên tiếp tục được nhé. Và nếu bạn muốn học giỏi ngữ pháp ấy, thứ nhất là bạn phải có nhiều vốn từ. Nhiều vốn từ ở đây không có nghĩa là phải biết từ khó. Nhiều vốn từ ở đây có nghĩa là bạn phải biết những từ thông dụng. Đấy, những cái từ gì mà thông dụng mà bạn cần phải biết, bạn phải học nó. Học xong rồi bạn học tiếng, bạn học văn phạm rất là nhanh. Mà khi bạn có cái vốn văn phạm khá khá rồi, bạn đọc bài, đọc sách thì bạn vô tình bạn sẽ học thêm được nhiều kiểu nói ở trong sách nữa, hoặc là trong từ người ta nói ở ngoài nữa. Thế là bạn tiếp thu nó lẹ hơn rất nhiều. Nhưng nếu bạn không có đủ vốn từ thì âu rằng những ngày tháng tới đây là những chuỗi ngày gian khổ sống ở trong trần gian của địa ngục. Nhá.
Cho nên là ráng nhồi nhét cho thật là nhiều từ vựng vào trong đầu trước cái đi nhá. Sao em đọc bài không có cảm xúc gì? Nếu em đọc bài mà em không có cảm xúc là em không có hiểu ấy. Em phải hiểu em mới có cảm xúc. Còn em không hiểu làm sao em có cảm xúc. Nhá. Có những người đọc bài ro ro rất là hay. Nhưng mà mình nghe mình biết người đấy hiểu hay không. Qua cái đọc của họ là mình biết. Em biết nó viết về gì nhưng khó in, nhưng đọc không có intonation. Khi mình đọc không có intonation có nghĩa là mình không có hiểu đấy. Làm sao để nghĩ directly in English? Nếu mà bạn nói là làm sao để nghĩ directly in English là bạn đã có một phần bạn suy nghĩ directly in English rồi đấy. Là bởi vì nếu bạn không suy nghĩ directly in English thì làm sao bạn viết chữ directly in English? Đúng không? Có nghĩa là gì? Cái gì nó cũng phải có những giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bạn nghe tiếng Việt, bạn học tiếng Anh. Giai đoạn thứ hai là bạn lai giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Và giai đoạn thứ ba là bạn dần quên đi tiếng Việt và bắt đầu bạn nhớ tiếng Anh. Ấy là những giai đoạn xảy ra của một người học tiếng Anh khi đã nhớ nhá. Giống như tớ đấy. Cái thời xưa đấy, tiếng Việt của tớ rất là giỏi. Và sau đấy tớ học chậm chạp tiếng Anh từ từ vào. Khi bắt đầu vào rồi đấy thì nó cũng dư như là nước với lại dầu đổ vào với nhau ấy. Nó tạo ra một khoảng cách ở giữa để nó ngăn cách dầu và nước. Đấy, thì từ từ hai cái phần nó trộn lại nó bằng nhau. Và khi nó bằng nhau rồi, cái phần nào bạn sử dụng nhiều hơn nó sẽ đầy hơn cái phần còn lại. Mà cái gì mà mình không xài nhiều thì từ từ nó sẽ mất. Đấy. Giống như tớ hồi xưa ấy, tớ không xài tiếng Anh nhiều thì tiếng Việt của tớ đầy ắp tràn cả ra ngoài. Nhưng về sau tớ xài tiếng Anh ấy, thì tiếng Việt của tớ từ từ hao mòn đi, nhường chỗ cho tiếng Anh của tớ lên ngôi. Và sau khi tiếng Anh của tớ lên ngôi rồi ấy, thì sau khi tiếng Anh của tớ lên ngôi rồi ấy, thì tớ lại cảm thấy là có cảm giác là tớ cần phải tiếng Việt của tớ lên ngôi trở lại. Đấy. Cho nên đấy là lý do tại sao các bạn thấy tớ nói tiếng Việt như là chim sáo như bây giờ. Mà mỗi lần tớ nói tiếng Việt như chim sáo bây giờ, tiếng Anh của tớ lại nhường chỗ cho tiếng Việt thôi mất rồi. Thế thì tiếng Anh ha, dở mất rồi. Không còn giỏi nữa. Cho nên là bây giờ các bạn mà muốn giỏi cả hai thứ thì các bạn phải luyện cả hai tiếng luôn. Đấy, cứ chửi người này cho thật nhiều bằng tiếng Việt rồi quay qua chửi người kia bằng tiếng Anh cho nó đều. Thế thì mới nhớ. Học từ mới như thế nào cho hiệu quả ấy à? Học từ mới như thế nào cho hiệu quả? Học từ nào dùng từ đấy. Đúng không? Mình học từ nào mình dùng từ đấy. Ví dụ mình học từ nào ấy, mình sáng mình đem nó ra để mình dùng nó. Bất cứ hoàn cảnh nào mình đem ra mình dùng nó. Ví dụ bây giờ ấy, bạn học từ mới là từ gì? Bạn nói cho tớ biết đi, tớ đưa ví dụ cho bạn nói. Đầu từ mới của bạn là gì? Ok, từ mới của bạn là từ first. Ok, nếu mà từ first bạn sẽ viết, bạn sẽ đi tìm hiểu cái từ first này nó có bao nhiêu thể loại và nghĩa của nó như thế nào. Theo tớ biết, ok, nếu mà theo tớ biết ấy, cái chữ first này nó vừa là động từ mà nó cũng có thể là danh từ, hai cái này nó đều bạn có thể dùng được hết. Nếu bạn dùng nó first như là một danh từ thì nó có nghĩa là gì? Là lo lắng, bồn chồn. Nó làm cho bạn bị bực dọc trong người, bị xốn sang trong người. Đấy, là khi đấy nó là một động từ. Còn khi nó là danh từ ấy, thì nó ra là sự lo lắng, sự bồn chồn ở trong người của bạn. Đấy. Hoặc là những cái gì mà nó làm cho bạn bất an thì nó lại, thì đấy là một danh từ, đúng không? Đấy. Khi hiểu được hai cái này rồi bắt đầu bạn bạn mới dùng. Khi nào bạn ở ngoài đời bạn cứ bạn nhìn thấy ai mà lo lắng bồn chồn thì bạn
thọc cái miệng miệng bạn vào, mồm bạn vào và bạn nói như thế, lo lắng trồn như thế, đừng có bực dọc với tao như thế, ví dụ như thế nhé. Xong rồi nếu mà bạn dùng một thời gian như thế quen rồi thì bạn chuyển qua cái từ mới ấy, bạn cứ làm như thế, mai mốt bạn nhớ cái từ đấy, hoặc là bất cứ khi nào ở trên mạng, ngoài đời, chỗ nào cũng vậy, bạn cứ nói, bạn bạn đi tìm cái hoàn cảnh để bạn dùng nó, đúng không? Don't fuss at me. Ok, nếu mà bạn thử coi nhé, nếu mà bạn muốn biết là cái chữ first này nó take cái preposition gì thì bạn sẽ thấy chữ chữ first bạn có thể có nhiều preposition đi với nó lắm. Bạn có thể nói là fuss over cái chuyện gì đấy, có nghĩa là mình bị lo lắng, bị quấy rầy, bị bother bởi cái chuyện gì đấy, thì bạn có thể dùng cái từ là over đấy. Nhưng nếu mà bạn lo lắng về cái gì đấy thì bạn có thể dùng chữ about đấy, fuss about something đấy. Hoặc là bạn cũng có thể dùng chữ first một mình nó mà không có một cái giới từ nào đi với nó cả. Rồi bây giờ mình nói là first at có được hay không? Thì nhiều khi bạn không có quyền quyết định, bởi vì bạn là người đang học, cho nên là bạn không có một cái khái niệm là bạn thấy cái chữ này nó được dùng nhiều lần hay là chưa. Thế thì bạn đi hỏi những cái người mà người ta hay nói tiếng Anh ấy, thì người ta thường người ta có một cái khái niệm chữ gì nên đi về cái gì, người ta nói bạn cho. Hôm nay bạn đã gặp trúng người, đấy là bạn gặp tôi, thì bạn hỏi là nói là don't fuss at me có được không? Câu trả lời của tôi là sai hoàn toàn, không có ai dùng first at cả mà first over nhé. Đấy, bạn nhớ, bởi vì hôm nay bạn đã được nghe tớ rồi, mai mốt bạn đừng bao giờ xài lại chữ đấy nữa nhé, xài nữa sẽ bị ăn tát đấy. Hãy